xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với youtube channel của CNTT Shop. trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên controller Cisco C9008 để cho các wifi có thể phát được nhiều vlan cho người dùng. nội dung này thì sẽ có hai phần chính liên quan đến vlan. thứ nhất là sao cho wifi có thể chạy được với nhiều vlan. trường hợp này thường áp dụng khi trong mạng của các bạn cũng đã có quy hoạch vlan rõ ràng cho nội bộ phòng ban và khách. Khi đó, người dùng kết nối vào SSID thì sẽ nhận được IP của VLAN tương ứng. Trường hợp thứ hai là một SSID sẽ thuộc nhiều VLAN khác nhau. Các bạn sẽ gặp nhiều với các hệ thống lớn như resort, hotel, bệnh viện, sân vận động, vân vân. Đặc thù của các khu vực này là có rất nhiều người dùng cùng một chức năng. Ví dụ, các bạn có một resort với ước tính khoảng 2.000 khách đồng thời, và các bạn muốn tạo chỉ một SSID cho toàn bộ 2.000 khách này để tránh khách hàng di chuyển giữa các khu vực phải kết nối sang các SSID khác nhau. Các bạn có thể tạo một VLAN guest với subnet 21 cũng được. Tuy nhiên để subnet to quá thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề liên quan đến hiệu suất. Trong mọi trường hợp thì các bạn chỉ nên để subnet 24 thôi. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể chia nhỏ subnet 21 ra thành 8 subnet 24 và 8 VLAN này sẽ thuộc cùng một SSID guest. Khi đó, người dùng kết nối vào SSID sẽ tự động được phân chia vào các VLAN ngẫu nhiên dựa trên địa chỉ MAC. Người dùng kết nối vào VLAN nào chúng ta sẽ không control được, và với mạng cho khách thì chúng ta sẽ không cần quan tâm đến vấn đề này. Vì cả 8 VLAN đều có chung policy rồi, quan trọng là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề về broadcast. Và khi khách kết nối vào SSID guest này thì dù họ đi đến đâu cũng luôn được roaming giữa các wifi mà không cần kết nối lại. Cả hai trường hợp này thì cấu hình trên switch đều tương tự như nhau chỉ khác nhau một phần nhỏ trong cấu hình SID thôi. Đây là mô hình của mình. Mình sẽ gộp luôn cả hai trường hợp lại cùng một mô hình này luôn. Mình sẽ có một switch layer 3, gateway và DHCP server thì mình sẽ đặt luôn trên switch này để cấp IP cho người dùng. Mình sử dụng một controller C9008 và một wifi 9115. Với nhiều AP thì cũng tương tự thôi, các bạn chỉ cần cấu hình các cổng kết nối xuống AP giống nhau là được. Trong mô hình này thì mình quy hoạch thành 14 VLAN, trong đó VLAN 30 là VLAN quản trị cho các AP và controller dùng để cấp IP cho các AP để có thể roi vào controller. VLAN 40 là VLAN cho người dùng nội bộ và người dùng kết nối đến FID nội bộ sẽ nhận được IP trong giải này. Tương tự VLAN 50 là VLAN cho hội thảo trực tuyến. VLAN 40 và 50 sẽ tương ứng với trường hợp 1 mà mình vừa nói. Còn các VLAN từ 60 đến 70 là VLAN cho khách khi người dùng kết nối vào SSID GET thì sẽ nhận được IP thuộc một trong các VLAN. Controller sẽ tự động phân chia người dùng vào VLAN dựa trên địa chỉ MAC. 11 VLAN sửa 24 nghĩa là SSID GET này sẽ đáp ứng được khoảng 2.800 người dùng. Cấu hình này sẽ tương ứng với trường hợp 2 khi chúng ta có khu vực rộng lớn như là sân vận động, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, vân vân với nhiều người dùng đồng thời nhưng cùng chức năng và chúng ta vẫn muốn sử dụng subnet 24 để giảm broadcast Switch mình đang sử dụng để demo là dòng CBS350. Với các dòng Switch khác thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Nó chỉ khác nhau về khái niệm Access Trunking và tác ăn tác thôi. Trong mô hình này thì cổng GI1 là cổng nối xuống controller. Cổng này các bạn có thể cấu hình Access hay Trunking đều được tùy theo mô hình. Controller c 9008 sẽ có hai mốt là Central Switch và Local Switching. Local Switching thì dữ liệu người dùng sẽ không đi qua controller. Còn Central Switching thì toàn bộ dữ liệu đều qua Controller. Nếu các bạn cấu hình Controller ở mode Local Switching, nghĩa là chỉ có các dữ liệu quản trị thuộc VLAN 30 mới đi qua Controller, còn dữ liệu người dùng thuộc các VLAN khác thì không liên quan gì đến Controller cả. Khi đó, nếu cổng GI1 là cổng Access VLAN 30, thì trong cấu hình ban đầu của Controller, các bạn sẽ để VLAN 1. Còn cổng GI1 là cổng Trunking Allow VLAN 30, thì các bạn sẽ cần tác 30 trên Controller còn nếu các bạn cấu hình ở mode Central Switching thì cổng GI1 này sẽ cần phải cấu hình trunking và allow toàn bộ VLAN sử dụng cho Wi-Fi. Do ở mode Central Switching thì dữ liệu của người dùng đều phải quay về controller. Các bạn có thể sử dụng mix một s ID chạy Local Switching, một s ID chạy Central Switching đều được nhé. Như trong ví dụ này thì mình đang cấu hình là Central Switching. Khi đó cổng GI1 trên switch mình sẽ cấu hình trunking allow các VLAN của Wi-Fi đây là các cấu hình trên switch, suýt mình đang lấy vlan ba mươi tương tự trên controller cổng không sực không sực không mình cũng đang cấu hình trunking allow các vlan tương tự các bạn allow vlan ôn all, hoặc các vlan cụ thể cũng được vlan native mình cũng đang để vlan ba mươi nói chung phần cấu hình cổng này thì các bạn cần tương tự như switch là được có nhiều cách cấu hình khác nhau Cổng GI2 là cổng kết nối xuống wifi, khi đó cổng này sẽ cần là cổng trang native VLAN 30 để các bộ phát wifi có thể nhận được IP thuộc VLAN 30 và allow các VLAN mà nó sẽ phát. Các bạn có thể allow VLAN on all cũng được, tùy nhu cầu của các bạn. Trên switch, để đỡ mất thời gian thì mình đã tạo đầy đủ VLAN trong mô hình rồi. DHCP mình cũng đã cấu hình các show pool để cấp cho từng VLAN. Bây giờ mình sẽ cấu hình cổng gi2 xuống AP. Trước tiên WiFi sẽ phát nhiều VLAN khác nhau, do đó cổng này sẽ cần ở mốt trang. VLAN quản trị là VLAN 30 nên mình sẽ cần native VLAN 30 để AP có thể nhận được IP thuộc VLAN này. Cuối cùng là mình sẽ cần allow các VLAN sẽ sử dụng trên Wi-Fi là các VLAN 30, 40, 50 và 60 đến 70. Như vậy là xong. Các cổng kết nối xuống wifi khác các bạn cũng chỉ cần cấu hình tương tự là được. Đối với một số hãng suýt khác sử dụng khái niệm tag và untag thì trên các VLAN 40, 50 và 60 đến 70 các bạn chỉ cần tag cổng gi i1 và untag cửa i1 trên VLAN 30 là được. Giờ mình chỉ cần chờ cho AP nhận IP thuộc VLAN 30 và roi vào controller thôi. AP của mình đã roi vào. Giờ mình sẽ cấu hình các SSID theo quy hoạch. Các bạn cần lưu ý là trên Cisco C9008 thì tất cả mọi thứ sẽ được cấu hình dựa trên các policy và các SSID map vào các policy khác nhau thì sẽ có cấu hình khác nhau và không roaming được giữa các policy này nhé. Nếu SSID không được map vào policy nào thì người dùng sẽ không nhìn thấy được SSID. Còn nếu map vào SSID mặc định thì nó sẽ thuộc VLAN untag. Trường hợp này sẽ là VLAN 30 do mình đã nây tiếp VLAN 30 trên cổng nối xuống Wi-Fi. Trước tiên các bạn cần phải tạo các VLAN trên controller đã. Do mình đang chạy Central Switching nên mình sẽ cần phải tạo đầy đủ các VLAN trên controller. Các bạn vào menu VLAN trong mục Layer 2, chọn tab VLAN. Sau đó add các VLAN vào là được. Các VLAN này sẽ không cần add port vào, chỉ cần có VLAN là được. VLAN 60 đến 70 mình sẽ tạo Range cho nhanh. Các VLAN từ 60 đến 70 là các VLAN sử dụng chung cho một app ID guest. Do vậy các bạn sẽ tạo thêm một group trong tab VLAN group để nhóm các VLAN này lại. Mình sẽ đặt tên là guest. VLAN list sẽ là từ 60 đến 70. Nếu các VLAN không liên tiếp thì các bạn dùng dấu phẩy nhé. Sau khi tạo xong VLAN, chúng ta sẽ cần tạo các policy cho từng Ad, ID. Các bạn vào menu policy trong mục tag and profile. Chọn S để tạo các policy, mình sẽ cần tạo 3 policy cho 3 SSID. Đầu tiên là policy cho SSID nội bộ, mình sẽ đặt cùng tên SSID luôn. Status thì chọn Enable. Phần Wireless LAN Switching Policy này chính là phần cấu hình mode local switching hoặc central switching. Các bạn Enable Central Switching và Central DHCP thì nó sẽ ở mode central switching. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần cấu hình thêm Flex Profile và Site Tag nữa nhé. Phần này mình sẽ hướng dẫn trong video khác. Còn các bạn dùng Profile mặc định thì nó sẽ là Central Switching. Chuyển sang tab Access Policy. Chọn VLAN nội bộ trong mục VLAN. Trong hướng dẫn này mình chỉ tập trung vào VLAN thôi. Còn các cấu hình khác các bạn có thể cấu hình tùy nhu cầu nhé. Có rất nhiều các tùy chọn khác. Chọn Apply to Device. Tiếp theo là policy cho SSID meeting. Cuối cùng là cho guest. đối với policy cho guest các bạn chọn ở đây sẽ là vlan group guest khi đó thì người dùng sẽ được phân bổ vào các vlan 60 đến 70 thuộc group guest này sau đó thì các bạn tạo ssid trong menu wireless slide. trước tiên mình sẽ tạo ssid mạng nội bộ các thông số khác thì các bạn vẫn tạo bình thường thôi, nhập tên S, ID và password. Chọn Apply, sau đó Edit S này. Chọn Tab Add to Policy Tag. Chọn Add và chọn policy profile là nội bộ policy tag thì chọn default tương tự với hai ssid còn lại Ok, như vậy là xong. Khi đó người dùng kết nối vào SSID nào thì nó sẽ áp dụng policy tương ứng. Ví dụ SSID nội bộ thì tương ứng với policy nội bộ và người dùng sẽ map vào VLAN 40 do các bạn đã cấu hình VLAN 40 trên policy. Còn SSID guest thì sẽ random trong các VLAN từ 60 đến 70 do policy guest các bạn add VLAN group guest chứ không phải là một VLAN. Mình sẽ kết nối thử nhé. máy tính đã nhận đúng IP thuộc về LAN 50. Mình sẽ thử với SSID GET. máy tính của mình đang nhận IP thuộc VLAN 63. Với SSID GET thì các bạn sẽ không quản lý được người dùng sẽ kết nối đến VLAN nào nhé. Mục đích của chúng ta sao cho một SSID có thể cấp cho nhiều người dùng. Những người này sẽ chung chính sách và chúng ta vẫn sử dụng được subnet 24 để giải quyết bài toán và broadcast và vấn đề liên quan khi subnet quá to. Mình sẽ thử nối với SSID nội bộ máy tính cũng đã nhận đúng giải VLAN 40 rồi. Ok, như vậy chắc các bạn đã có thể tự cấu hình các ID để phân chia chức năng cho người dùng theo VLAN rồi. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ Sentity Shop bạn nhé.